Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sóng Âm Thanh nhá. Ngày hôm nay ở đây thì là ngày chủ nhật và hôm nay thì em lại vừa về được một số đôi loa nữa rất đẹp. Hôm trước thì lên sóng với các bác một lô loa HK Bát 30 đúng không ạ? Made in Germany. Và hôm nay thì vừa về được một số đôi các bác nhá. Lần này thì em chỉ về được 6 đôi thôi, Bát 40 của HK. Đây cũng là cái model loa được sản xuất trực tiếp tại Đức và nó sẽ dành cho những bác nào mà tìm kiếm một đôi loa hàng bãi nhưng mà ruột phải cực chất các bác nhá. Và giá thành của đôi loa này thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 20 triệu thì tí em nói sau. Nhưng mà bây giờ thì mời các bác hãy xem chi tiết của con này. Với cái dòng này thì là vẫn thuộc phân khúc là PRO của HK, là thiết kế nó cũng khá là giống với dòng loa 30 hôm trước vừa là 6 nữa các bác. Nhưng mà đặc điểm của dòng này là gì ạ? Là với đôi loa HK 30 kia thì các bác bắt buộc là các bác phải ghép theo súp. Nhưng với đôi loa 40 này thì nếu như các bác chơi trong những phòng nhỏ thì các bác không cần dùng súp, bởi vì nó là một dòng loa mà tiếng bát nó cũng khá là ok, bát 40 mà. Với đôi loa này thì các bác có thể là phục vụ tốt được nhu cầu hát giải trí trong những không gian rộng khoảng tầm từ 50m² đổ xuống là hợp lý nhất các bác nhé. Và như các bác đã biết rồi là nếu như hàng loa bãi mà để tìm được những cái lô loa mà nó đẹp như này thì rất là hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả những đôi loa đấy nhập về là đều là chuyển từ châu Âu về, nên là tất cả họ vận chuyển ấy, họ đóng pallet rất là cẩn thận, nên là các bác phải xem là loa không hề bị xước sát một tí nào cả. Và nó gần như là loa mới vậy. Đây, để các bác hãy xem một vòng loa này. Vẫn là cái phần e căng, thiết kế khá giống với con 30 nhưng mà mã loa sẽ khác. Đây là mã loa Bát 40 các bác nhé. Các bác có thể xem một vòng hình thức của con này. Đấy, tất cả những đôi loa nhập về thì rất là mới luôn. Và dành với bác nào chưa biết về HK thì HK là một trong những thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng trên toàn thế giới đến từ Đức. Được sản xuất thành lập từ những năm 1973 và đây là lô loa được sản xuất trực tiếp tại Đức các bác nhé, trên những dây chuyền máy móc công nghệ rất là hiện đại của hãng. Và bình thường ấy, khi các bác mà muốn sở hữu một đôi loa này hàng mới thì giá nó dao động trong khoảng là từ 48 cho đến 55 triệu. Đấy, đấy là với hàng mới. Còn với hàng bãi đây thì với mức giá rất đẹp luôn, chưa bằng 1/2 giá trị của hàng mới. Với con loa HK này thì công suất của nó vẫn là 400W ở 8 ohm. Như vậy thì các bác cần một con âm ly khoảng tầm 800W đánh sẽ là căng nhất. Và ưu điểm của dòng này là độ nhạy cực kỳ cao, thì nó sẽ phù hợp với những bác nào mà thích trợ âm sự chi tiết ấy, các bật nhỏ nhưng mà vẫn nghe được đầy đủ ba giải. Con này thì cái độ nhạy của nó là 104 dB các bác nghe nhá. Đấy, và công suất là 400W. Con này thì có cái nó đánh maximum được lên đến 128 dB, rất là mạnh. Và trọng lượng loa là 22,6 cân. Với cái giải tần âm ứng của nó thì nó cũng sâu hơn là con 12 inch, đó là từ 60Hz cho đến 20kHz. Và nếu như bình thường ấy mà các bác muốn sở hữu đôi loa này thì các bác phải bỏ số tiền gần bằng một con xe Abarth hoặc cao hơn đúng không ạ? Nhưng mà với lô loa bãi này rất đẹp ở đây thì khi các bác sở hữu đôi loa này thì với mức giá là chưa 1/2, tức là chưa đến khoảng 25 triệu các bác nhá. Trên 20 triệu và thấp hơn 25 triệu. Một mức giá mà em nghĩ là rất tốt cho một đôi loa mà hình thức còn mới tinh như này, hàng nhập từ châu Âu về rất đẹp luôn. Thì những bác nào mà tìm kiếm đôi loa bãi chất để phục vụ nhu cầu giải trí thì các bác sẽ không thể bỏ qua được loa này. Bây giờ thì em sẽ mở ruột ra và review đến các bác xem là một đôi loa Đức thì ruột bên trong là có cái gì các bác nhá. Ok, bây giờ thì sẽ sâu ruột để các bác xem nhé. Các bác có tò mò là bên trong con loa này có cái gì không ạ? Bên trong này có cái gì mà giá nó tận khoảng tầm 55 triệu một đôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là với cái tầm tiền đấy thì nó có xứng đáng không các bác nhé. Thì đầu tiên là các bác phải xem là đây là phần củ bát này. Đấy, bát rất đẹp luôn, gần vải xếp lớp, và đây là củ kèn của nó. Đấy, hai cái lỗ hơi đằng trước. Bây giờ thì em sẽ sâu luôn để các bác xem cái phần driver bên trong. Đầu tiên thì là cái phần củ bát. Đây. Củ bát của nó thì không phải là dạng quá lớn các bác nhá. Nhưng mà nó là củ bát của Selection. Củ bát Anh Quốc.
Đây các bác xem này, một hãng driver rất nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Các bác có thể biết là mấy cái hãng rất nổi tiếng có thể kể đến như là Martin này thì cũng sử dụng rất nhiều driver của Selection. Đấy, đây, đây là cụt chép của nó này. Cụt chép của nó thì là dùng cái driver của Sika, made in Italia. Đây, các bác có xem Sika đây. Đồ rất chất từ những cái linh kiện. Và một cái phần nữa là cái phần tần của nó. Em muốn các bác xem những cái chi tiết nhỏ hơn của một cái loa chất như này. Đây, chả mấy khi mà về được những cái đôi loa như này. Đây là cơ hội để các bác sở hữu được những đôi loa chất như này với giá rất rẻ các bác nhá, so với giá thị trường. Và phân tần của nó, đây, các bác phải xem, rất xịn luôn. Từ những linh kiện, từ những con trở. Đấy. Đây. Ở đây có mã luôn của sản phẩm này là Pro 15. Đó. Rất đẹp. Bản chất. Thì đấy là những cái gì mà nó làm lên một đôi loa hay các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ lắp vào và test đến các bác nghe thực tế cái chất âm của đôi loa này, HK Pro 15. Đọc tắt là Pro các bác nhé. Mời anh em thưởng thức chất âm của HK Pro 15 anh em nhé. Anh em hãy nghe cái sự chi tiết của nó trong cái đôi ga. Nghe nhạc nó rất là sạch, nó trong tiếng. Cause when you walk down the door, I know I need you more than to take a chance on losing you. What can I do to make it up to you? Promise you don't come easy. You know I've made up my mind to make you worth this time. That's the promise that I give to you. You never thought I loved you. I guess you never thought I cared. It was just too proud to stand in line. Now I know to let my feelings go. So tell me. Ok, sẽ bật một bản nhạc mạnh hơn một chút nhá, để các bác nghe nhá. Chơi thử tính nhạc mạnh các bác nhá. Ở đây em mới test có một đôi loa thôi. Mấy triệu có xứng đáng ạ. Đấy là hàng mới thôi, còn đây là cái lô để các bác có thể sở hữu được một đôi loa châu Âu với mức giá rất đẹp, hơn 20 triệu các bác nhá. Cụ thể thì tí em báo sau. Bây giờ thì mấy các bác hãy thưởng thức nốt cái chất mic của nó nữa, phải nói là một đôi loa rất đáng để chơi. Ok, bây giờ sẽ test mic các bác nghe nhá. Mic của con này cũng rất là phê. Alo thử đi chung. 1 2 6 7 2. Rất là chi tiết cả nhà cả mic. Bây giờ mời các bác hãy thưởng thức anh thường ngoan trái kem rất nhiều. Sao ngày anh bỏ anh trong cô liêm? Anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày anh bởi anh cùng chơi vơi? Giờ lớn hơn anh mới hiểu. Anh cũng buồn cuộc sống không lo. Vì lúc ấy anh quá xoan. Em nào rằng người vẫn cho anh ha. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Là muốn nấp ôm em theo cả cuộc đời.
mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau suốt đời. Mr. Trung với bài gì anh nhỉ? Đây là bài Sai Lầm Của Anh. À vâng, vừa rồi thì em vừa giới thiệu đến các bác đôi loa HK Pro 15. Đây là một lô loa mà em nghĩ là những bác nào mà thích sự đẳng cấp thì đây sẽ là cơ hội có 1-2 để các bác sở hữu được những đôi loa châu Âu với mức giá chưa bằng 1/2 giá loa mới bây giờ. HK này em nói lại là giá thị trường đang rơi vào khoảng tầm trên 50 triệu các bác nhá. Nhưng ở đây thì em về được 6 đôi và để các bác cái mức giá rất đẹp luôn. Và nhắc lại là chỉ có 6 đôi mà thôi, với mức giá là 22 triệu. Hàng bảo đảm là nguyên zin các bác, từng con ốc một các bác nhá. Từ củ bát, phân tần, củ chép, từng con ốc một luôn, bao zin các bác luôn. Và bảo hành các bác 6 tháng các bác nhá. Nên là những bác nào mà thực sự có nhu cầu thích chất âm của đôi loa này HK Made in Germany thì các bác hãy alo luôn ở 6 âm thanh các bác nhá. Và các bác đừng quên là hãy like và đăng ký kênh của 6 âm thanh để bên em có động lực để nhập những sản phẩm chất nữa để mang về phụ các bác. Ok, bây giờ chào các bác nhé và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất